Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn. Hôm nay mình xin mang đến các bạn bàn tay của một bạn nữ. Thì bạn ấy sinh ngày 22 tháng 11 năm 1999, Kỷ Mão thành đầu thổ, cung sinh là cung khôn. Bạn ấy sinh vào lúc 12 giờ đêm ha. Thì bạn ấy không nhớ rõ là cái mốc chính xác làm nhiêu, chỉ nhớ là hơn 12 giờ đêm một tí xíu. Thì mình có tra bát tự giúp cho bạn ấy, thì có thể khả năng là bạn ấy sinh vào đầu hoặc là giữa giờ Tý. Cái giờ sinh của bạn ấy thì khi mà mới sinh á, thì bạn ấy dễ bị ốm đau từ 1 cho đến 3 tháng đầu, khó nuôi thì thức ăn nhiều. Thì mình cũng đã so với cái tay của bạn ấy thì nó khớp với cái giờ sinh như thế ha. Và ở đây bạn ấy rất là dễ gặp những cái hạn và liên quan đến sông nước và những cái bệnh về đường phổi, đường viêm, đường hô hấp á. Thì cái này bạn phải cố gắng lưu ý giúp mình. Cái ngày sinh của bạn ấy thì đẹp, thì ngày 22 là vào ngày Thiên Mẫu, thì số sẽ có vinh hoa, giàu có, sang trọng, có của cải. Cái tháng sinh của bạn ấy thì sẽ cho chúng ta biết rằng ở đây thì cái việc học hành của bạn ấy thì sẽ không có được sự thuận lợi đâu. Thì sau khi trưởng thành thì ít nhờ cậy vào việc học, thì nên định hướng theo nghề thì sẽ tốt hơn. Số này thì báo trước rằng số phải xa xứ lập nghiệp thì mới thuận, khó nhờ cậy được anh em. Thì sau này dễ có bệnh về xương khớp này, mắt, răng, họng, đau lưng. Nếu như bạn ấy lấy chồng mà thiên can địa chi hợp thì vợ chồng sẽ một đời giàu sang êm ấm ha. Tuy nhiên ở đây cái bát tự của bạn ấy lại phạm. Thứ nhất là vào đại hao thì bạn ấy làm ăn thì nó sẽ dễ bị thất bại, dễ bị mất mát tài sản. Phạm quan sát thì lúc nhỏ thì dễ hay gặp những cái nạn giống như là bệnh tật, buồn phiền này, hao tiền tốn của này, khó nuôi. Và một đặc điểm nữa là bạn ấy phạm vào cái sao cô thần quả tú, thì mình cũng đã chia sẻ ở nhiều cái video của mình rồi. Những người phạm vào cái sao mà cô thần quả tú thì thứ nhất là cái đường hôn nhân của người ta rất là vất vả. Nếu có kết hôn thì cũng dễ là phân ly, hoặc là sau này sẽ sống là dễ là cô độc. Thì sau khi mà soi cái bát tự của bạn ấy xong á, thì chúng ta sẽ đi soi tiếp vào trong cái bàn tay của bạn ấy để xem tay của bạn ấy khớp với bát tự của bạn ấy như thế nào nha. Chúng ta đi xét vào một số cái tính cách để biết được con người của bạn ấy như thế nào. Thì ở đây bạn ấy có cái lòng bàn tay hình đa giác. Thì thể hiện là người có trách nhiệm, có năng lượng, có nhiệt huyết, thích thử thách bản thân, thỉnh thoảng có thể cảm thấy lo lắng nhưng sẽ phục hồi nhanh chóng, vượt qua được bằng chính sức của mình, không thích ngồi ở nhà, thích tự do, ghét người khác bảo phải làm gì. Ngón tay cứng, khó bẻ cong, thì cần có thời gian để thích nghi với cuộc sống nếu như có sự thay đổi. Ngón tay cái to, đây, ngón tay cái của bạn ấy to nha, đó. Có vân mắt phượng thì là người có nghị lực, sống có lý trí, thông minh và trí tuệ. Ngón cái lại rất là dài so với cái tiêu chuẩn bình thường, thì cho thấy có sự độc lập, phóng khoáng, ý chí, nghị lực vươn lên, thích ứng được với xã hội. Tuy nhiên đôi khi háo thắng, ngoan cố, tự làm theo ý mình, không sợ bất kỳ khó khăn nào. Thuộc tuýp người không an phận, luôn muốn vươn lên, muốn có nhiều hơn mọi thứ vốn có. Cái ngón cái mà nó cao vượt quá tiêu chuẩn đấy nha, thì thường là người ta là không có an phận đâu. Thường là nó chỉ cần nằm ở giữa này này là nó đã đủ cái độ dài tiêu chuẩn rồi. Nhưng ở đây cái bạn này bạn có cái ngón cái to hơn, vượt hơn cái mức tiêu chuẩn bình thường. Ở đây ngón cái lại cứng, khó bẻ cong thì dễ cố chấp, bướng bỉnh, kiên nhẫn, không thích sự nhượng bộ. Đốt thứ nhất của ngón cái dài, đốt thứ hai ngắn, thì chủ cái tôi mạnh mẽ, tự tin, có sự kiên định, dễ cố chấp, thường theo ý mình. Đôi khi thiếu cái sự tỉnh táo, suy nghĩ thì sâu sắc, không dễ tiếp nhận ý kiến của người khác. Ngón giữa thẳng, không nghiêng về các ngón nào hết. À, ngón giữa của bạn ấy khá là thẳng này. Thì thể hiện là đôi khi bạn khá là vô tâm, thờ ơ đối với mọi sự việc bên ngoài. Đốt thứ hai của ngón giữa, thì thiên về cảm xúc, càng dài hơn đốt thứ ba thì dễ bị cảm xúc chi phối, khá là cả nể, trong tình cảm thì khá là yếu đuối. Đốt thứ hai mà nó dài hơn cái đốt thứ nhất thì dễ có đặc tài, có năng khiếu về một công việc nào đó. Nếu làm thiên về công việc đó thì bạn dễ dễ có được cái sự thành công. Ngoài ra đốt thứ hai của ngón giữa nó mà dài thì chủ tính tình ổn định, không dễ bị người khác ảnh hưởng, thích cuộc sống tự do, tự tại. Đầu ngón giữa hình bầu dục, cho thấy tính cách nhạy bén, có trí tuệ cao, sáng suốt, giỏi tâm lý, cẩn trọng, không dễ để người khác hiểu mình, biết cách che giấu cảm xúc. Ngón trỏ to trội hơn các ngón khác ha. Đây. Thì chủ thích ganh đua, thích có địa vị, có khả năng, có tố chất lãnh đạo, quản lý, có tư tưởng lớn. Ngón trỏ dài đủ tiêu chuẩn. Thì có năng lực chỉ huy lãnh đạo khá là tốt, có sự thận trọng, khiêm tốn, không thích thể hiện bản thân. Ngón trỏ to, gò mộc tinh cũng đầy đặn nhá. Thì luôn muốn làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống, đầu ngón trỏ nhọn. Thì phản ứng nhanh nhạy, tinh tế, có tình cảm phong phú, có tự trọng, có tinh thần cầu tiến, khả năng sáng tạo, giàu lý tưởng và có sự lạc quan. Ngón áp út thì nó chưa đạt được cái độ dài tiêu chuẩn nha. Tại ở đây cái ngón áp út của bạn ấy nó thiên về nó đang bị ngã ra đằng sau nhiều á. Đó, chứ mình có so sánh một số bức hình khác thì cái ngón út của bạn ấy nó cũng là vừa đủ nhưng mà nó vẫn thấp hơn cái ngón trỏ nha.
thì thể hiện cái tầm nhìn của mình đôi khi chưa có được nhìn xa trông rộng á. Đốt thứ hai của ngón áp út dài đây, thì chủ thông minh, biết điều, có kỹ năng thương mại, có sự cẩn trọng. Đầu của ngón áp út cũng là hình bầu dục, thì cho thấy có óc thẩm mỹ, tinh tế, khả năng xã giao tốt. Ngón trỏ mà nó dài hơn ngón áp út thì là người tự chủ, không cam chịu trước thất bại, không đầu hàng trước khó khăn, dễ chiếm được lòng tin của mọi người, ham làm để có công danh, có cự nghiệp. Tuy nhiên tính cách thì hơi nhút nhát, nhún nhường, nên dễ bỏ qua nhiều cái cơ hội, bù lại thì dễ lại có cái sự thiện cảm của mọi người. Trầm tĩnh, thích hợp làm những cái công việc văn phòng, kỹ tính và tính toán giỏi. Ngón út cao tới đốt thứ nhất của ngón áp út ha, thì chủ sống thiên về nội tâm, đôi khi thích ở một mình, muốn có một cuộc sống ổn định, tràn ngập yêu thương. Trong tình yêu thì lãng mạn, dịu dàng, không thường bộc lộ cảm xúc. Khi đã yêu ai thì yêu rất là say đắm, suy nghĩ chín chắn hơn người đồng trang lứa. Khá là bảo thủ, cố chấp, thêm phần nóng nảy nên dễ khiến hôn nhân có thể xảy ra mâu thuẫn. Nên việc kết hôn ở cái độ tuổi chín chắn ổn định thì sẽ là nền tảng cho một gia đình như ý. Bạn không thích bị trói buộc, luôn muốn có một khoảng trời riêng dù đã kết hôn. Ngón út hơi dài ha. Người nào mà có ngón út mà dài quá thì thể hiện thứ nhất là người ta sẽ có cái năng lực xã giao tốt này, biết cách ăn nói, ngoại giao tốt. Tuy nhiên thì sẽ hơi là đa nghi, và cái ngón út mà nó tách ra như vậy thì rất dễ làm ơn mắt oán nha. Gò mộc tinh đầy đặn, ngón trỏ to thì dễ tự ái này, sẽ có lòng tự tôn lớn. Khe ngón tay khít thì cho thấy cái sự cẩn thận, tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần kiệm, thực tế và không tùy tiện dùng tiền. Về tình cảm cũng như cái hôn nhân của bạn ấy thì ở đây bạn ấy có cái đường tâm đạo ha, mọi người có thể nhìn thấy nè. Nó sâu đậm và nó rõ nét, thì cái phần đuôi của nó lại kết thúc ở giữa cái gò mộc tinh. Đây, đây là cái gò mộc tinh này. Đó. Thì nó sẽ thể hiện rằng bạn có cái tình cảm sâu sắc nhưng mà dễ xử sự theo cảm tính. Gò kim tinh mà nó đầy đặn á, thì nó sẽ thể hiện rằng bản thân có cái sự hiền hậu, nhân từ, tình cảm nồng hậu. Còn cái tâm đạo mà nó kết thúc ở giữa cái gò mộc tinh thì cho thấy bản thân kiên cường, có cái sự phóng khoáng, dễ tập trung nhiều cho sự nghiệp, ham làm nhưng mà đôi khi sẽ có cái sự tự phụ. Khi yêu có thể hy sinh hết lòng, nhưng chọn bạn đời thì thường có yêu cầu cao hoặc là có cái sự lý tưởng hóa. Một khi phát hiện ra mọi sự không được như bản thân mình mong đợi thì dễ có cảm giác hụt hẫng và thất vọng. Xét tiếp vào một số cái giai đoạn ở trong cuộc đời của bạn ấy thì ở đây mình thấy bắt đầu là từ những cái năm mà 31, 32 tuổi đổ đi nha. Đây, bạn ấy liên tục ở trên cái đường tâm đạo là những cái đường mà nó cắt xuống xiên như vậy này. Đấy, thì nó sẽ thể hiện rằng bắt đầu từ cái giai đoạn 31, 32 tuổi đi thì ở trong cái đời sống tình cảm của bạn ấy thì luôn dễ có cái sự buồn phiền này, sự cãi vã. Sau đó nó lại còn có những cái vân hình tam giác ngược ở dưới đây này. Thì nó sẽ thể hiện rằng tâm tư sẽ có cái sự kìm nén ha, giống như là có nhiều chuyện mình cứ kìm nén, mình đè nén ở trong lòng, mình khó giải bày ra bên ngoài ấy. Các năm mà dễ có những cái sóng gió trở ngại về trong cái mặt tình cảm thì ở đây ha, mình thấy bạn ấy cũng bắt đầu cái chuyện tình cảm của mình từ khá là sớm này ha. Có những cái mối tình nó vào rất là từ rất là sớm, từ trước những cái năm 20 tuổi luôn đó, nhưng mà nó cắt ra như vậy thì cái này chỉ là cái mối nhân duyên của mình thôi. Và ở cái những cái giai đoạn 23, 24, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để biết cách nhận biết một số những cái nhân duyên sẽ đi qua cuộc đời của mình. Nếu như ở trên cái đường tâm đạo này của bạn này có một cái những cái đường nhánh nó hướng xuống như vậy đấy, mà nó chỉ chạm vào cái đường tâm đạo thôi, nó không cắt qua đường tâm đạo thì thể hiện rằng ngay thời điểm đấy bạn dễ có cái mối nhân duyên đi vào đó. Nếu như cái đường này nó vừa đậm mà nó vừa sâu á, nó sẽ trở thành cái mối nhân duyên có thể tiến đến hôn nhân nha. Nhưng nếu như cái đường này mà nó chạy mà nó cắt qua cái đường tâm đạo thì phụ thuộc vào cái độ tuổi ở trên cái đường tâm đạo đó thì bạn dễ có mối nhân duyên hụt, tức là sao, dễ là dự định tiến tới hôn nhân rồi nhưng mà lại không thành, hoặc là có cố gắng đi đến hôn nhân đi nữa thì kết cục của nó cũng sẽ là sự phân ly ha. Thì ở đây bạn ấy cũng nói rằng là bạn ấy vừa mới trải qua một cái cuộc tình 2 năm, thì đáng lẽ ra là sang năm thì là 25 tuổi âm thì bạn ấy sẽ kết hôn, thì vừa rồi bạn ấy mới vừa chia tay với cái mối tình này xong, mặc dù cả hai bên gia đình đã nói chuyện và có dự định kết hôn. Thì ở trong cái giai đoạn mà 29 tuổi đây, mình vẫn thấy bạn ấy có thêm một đường nữa đây. Tuy nhiên cái đường này nó khá mờ nha. Đó, thì bạn phải cố gắng thật là nhiều thì cái đường này nó dễ sẽ trở thành cái đường nhân duyên của bạn. Nhưng mà cái đường này nó đang còn khá là mờ. Mà cái bát tự của bạn ấy nó lại phạm vào cái cô thần quả tú. Nhưng mình có nói trước, hôn nhân sẽ rất là trắc trở. Nên cố gắng năng xin năng cầu gia tiên để gia tiên đưa đường chỉ lối, gia tiên chấm chọn cho cái người bạn đời để phù hợp với bản thân mình.
Thì như lúc nãy mình có nói các năm dễ có cái sự sóng gió trở ngại về mặt tình cảm là vào những cái năm như là 21, 23, 24 nặng ha. 25, 27, 32, 33, 35 và đặc biệt là 35, 36 ha. 35, 36 thì ở đây mình thấy có cái sự đứt đoạn rồi. Đây. Đây các bạn có thể nhìn kỹ nha. Nếu như đường tâm đạo của ai mà có những cái sự đứt đoạn như thế này, xong bắt đầu là nó còn có một cái đường gạch qua. Nếu như không cố gắng vượt qua được cái mốc này, ha, như mình có ghi ở trong rất rõ cái bài luận của mình á, là những cái mốc này của bạn ấy là rơi vào cái độ tuổi 35, 36. Nếu không vượt qua mốc 35, 36 thì hôn nhân rất là dễ gãy gánh trước cái độ tuổi này. Và không chỉ có từ 35 đến 36 mà còn có cả đến 37, 39, 41 ha. Đó, thì ngoài ra còn chú ý cái đường tâm đạo như mình có phân tích lúc nãy á, mà nó bị đứt ở dưới cái gò thái dương này á, thì rất dễ có cái người thứ ba xen vào khiến cho tình cảm tan vỡ nha. Nếu như cố gắng vượt qua được những cái mốc mà thời gian sóng gió trong hôn nhân á, thì bản thân lại tiếp tục vượt qua một lần sóng gió nữa. Tại vì ở đây bạn ấy có những cái đường gãy cánh này, ha, đứt cánh ở cái độ tuổi mà ngoài 40 tuổi á, mà nó nằm ở dưới cái gò thổ tinh á, thì lại báo hiệu rằng cái hôn nhân của bạn rất là dễ phân ly với cái người bạn đời do vấn đề bệnh tật hoặc là tai nạn ngoài ý muốn nha. Đó, như mình có phân tích rồi thì cái bát tự của bạn ấy nó khá là xấu ha, phạm cô thần quả tú là cái số cô độc về hậu vận nha, là dễ phân ly với người bạn đời luôn. Dù có cố gắng vượt qua được các mốc sóng gió trong hôn nhân thì về hậu vận cũng dễ không có được cái sự trọn vẹn viên mãn cho mình đâu. À, cái này mình chỉ có cố gắng năng tu tập kêu cầu khi mà cái phần phúc, cái phần hướng thiện của mình nó nhiều hơn cái phần nghiệp đó, thì tự động mọi thứ nó sẽ hóa giải đi nha. Ở cái đường nhân duyên của bên dưới cái ngón áp út của bạn ấy cũng thể hiện rõ cái điều đó nha. Xem ở trên cái đường tâm đạo là chúng ta có thể xem xét được về cái tâm tư tình cảm, còn muốn biết hôn nhân chắc chắn có phân ly hay không thì chúng ta sẽ xem ở dưới cái đường nhân duyên, hay còn gọi là cái đường hôn nhân, ở dưới cái ngón út. Thì ở đây cũng như vậy luôn, ở đây bạn ấy có ba cái đường nhân duyên này, thì thể hiện trong đời bạn ấy dễ trải qua ba mối tình nha. Đó, thì cái mối tình thứ nhất thì nó ở cái giai đoạn mà từ dưới 20 tuổi, khá là mờ, thì khả năng là tình cảm thời niên thiếu. Một cái đường nhân duyên từ 21 đến 22 tuổi khá là đậm, nhưng có một cái đường ngắn song song đây. Đó, thì nó sẽ thể hiện rằng đây là một cái mối tình sâu đậm, dễ tiến đến hôn nhân. Nhưng mà có một cái đường ngắn song song thì nó thể hiện rằng dễ có cái người người ta ngăn cản nha, không thể nào mà tiến tới cái vấn đề hôn nhân được, và cái người này ngăn cản sẽ khiến cho cái chuyện tình này nó tan vỡ luôn. Đó, thì ở đây nếu như mà theo bạn ấy tâm sự với mình thì khả năng ở đây sẽ là cái cưới hụt ấy, cái cưới hụt, cái đường nhân duyên cưới hụt của bạn ấy ở cái độ tuổi 23, 24. Nếu mà đối chiếu theo cái đường nhân duyên này thì quen nhau 2 năm thì nó sẽ rơi vô cái đường nhân duyên này nha. Thì bạn ấy cũng có tâm sự với mình đó là mẹ của cái bạn nam này ha, ngăn cản cái vấn đề chuyện tình cảm của hai bạn ấy, khiến cho hai bạn ấy phải chia tay. Ngoài ra thì ở đây còn có một cái đường nhân duyên từ 25 cho đến 30 tuổi đậm dài ha. Đây như mình có nói này, tại vì ở trên cái đường tâm đạo của bạn ấy mình cũng thấy xuất hiện một cái đường nhân duyên mà tầm cái độ tuổi 29, 30 ấy. Đó nha, nhưng mà đáng tiếc rằng đây này, cái đường này nó cũng lại có cái sự phân nhánh đi lên. Đây lại có cái sự phân nhánh này. Đấy thì nó cũng sẽ thể hiện rằng cái cuộc hôn nhân này sẽ dễ không có được cái sự trọn vẹn, không có được cái sự tốt đẹp. Phân nhánh đi lên thì nó sẽ thể hiện rằng trong cái đời sống hôn nhân, nếu bạn kết hôn trong cái giai đoạn này thì rất là hay có cái sự cãi vã, cự cãi, bất đồng quan điểm mà bỏ đi, thì sẽ khiến cho cái tình cảm nó rạn nứt. Thì nó cũng khớp với trên với cái đường tâm đạo của bạn ấy ha. Ha, rất là nhiều những cái sự cãi vã và bất đồng quan điểm. Ở đây ngón giữa và cái ngón áp út này ha, đấy, nó hướng vào nhau thì nó sẽ thể hiện rằng bạn với cái người bạn đời sẽ quan tâm, yêu thương lẫn nhau, cả hai sẽ cùng nhau trải qua mọi cái sự khó khăn trong cuộc sống. Nhưng giữa hai ngón này thì các bạn thấy này, nó khá là ngang nhau nha. Này, nó có cái độ ngang và cái độ bề dày khá là ngang nhau. Thì nó sẽ thể hiện rằng ở trong cái đời sống vợ chồng ấy thì dễ có cái sự khắc khẩu này, bất đồng quan điểm này, dễ tranh cãi, không có số nhờ chồng, phải tự thân mọi việc. Mặt khác cung khôn. Đây, có thể cái bức hình này bạn sẽ không nhìn thấy rõ nha. Như đấy, bức hình này, đây. Cung khôn đại diện cho tình cảm vợ chồng ha, như các bạn có thể thấy rõ này, cung khôn này bị khá là nhiều những cái đường vân tạp loạn mà nó cắt phá, và cái khí sắc của nó cũng không có được tốt nữa, thì nó sẽ thể hiện cho tình cảm vợ chồng nó không có hạnh phúc, dễ cãi vã, duyên phận vợ chồng mỏng manh. Đó. Sau khi mà phân tích cả cái đường tâm đạo, đường nhân duyên, cung phu thê và cái bát tự của bạn đó, thì phải nói rằng bạn này rất là vất vả ở trong cái vấn đề hôn nhân cũng như cái đời sống tình cảm của mình. Nên vì vậy bạn phải cố gắng dung hòa, cố gắng vượt qua được các mốc sóng gió trong tình cảm, năng tu tập hương khói, kêu cầu gia tiên đưa đường chỉ lối để có một cuộc hôn nhân viên mãn trọn vẹn. Về con cái thì ở đây bạn có cái ngón út ha,
đoạn đầu của ngón út khá là tách rời so với cái ngón thấp út này này ha. Ngón út của mình nó lại khá là mảnh và nó dài á, thì nó sẽ thể hiện rằng con cái khá là ngang bướng này, dễ phát triển không tốt, khiến bố mẹ phải hao tiền tốn của, có sức cuốn hút nhưng thiếu cái tính nhẫn nại, cần phải chú ý giáo dục từ sớm. Sau này con cái sẽ có khoảng cách địa lý với bố mẹ, đúng như là con cái sẽ dễ lập nghiệp xa hoặc lấy người ở xa. Hậu vận thì sẽ khó về nhờ con nha. Chúng ta đi một tí về cái phần gia đạo, thì ở đây trên tay chúng ta có thể xem được một phần về cái gia đạo bố mẹ anh chị em của một người nha. Thì ở đây ngón giữa và ngón trỏ kề vào nhau ha, thì thể hiện rằng bạn nhận được cái sự yêu thương quan tâm từ gia đình ruột thịt. Tuy nhiên cái cung huynh đệ này ha, đây cái cung chấn này thì chúng ta sẽ xem về cái cung huynh đệ nha. Cung chấn mà có cái khí sắc xanh, lại có nhiều cái đường vân mà nó xuyên phá nhau như vậy á, thì nó sẽ thể hiện anh em trong gia đình dễ có người mất trẻ, hoặc là bố mẹ dễ có bỏ đốt, anh em dễ có cái chuyện phiền nhiễu. Ngón cái to và mạnh, ngón cái của bạn này rất là to ha, và nó mạnh nữa, thì chủ cha mẹ tốt, phú quý. Tuy nhiên đốt thứ nhất của ngón cái lại có những nhiều cái đường vân ngang này này, thì nó sẽ thể hiện rằng cha thân sinh có cái sự vất vả, bận rộn nhưng mà vẫn không phát triển được như cái ý muốn mà những cái mong mỏi của ba bạn ấy ấy. Cung khôn, như mình có nói lúc nãy, cung khôn ngoài đại diện cho tình cảm vợ chồng ra thì cung khôn nó sẽ còn xem được một phần về mẹ thân sinh. Nhưng cung khôn ở đây của bạn ấy nó lại thấp, nhiều đường vân xung phá như mình có phân tích lúc nãy, thì mẹ thân sinh sức khỏe sẽ không tốt, mẹ con dễ không có hợp ý nhau. Nếu như mà khắc nặng thì mẹ dễ là mất sớm ha, cũng khớp với cái bát tự. Thì ở đây mình sẽ thấy rằng bạn ấy thiên về cái bát tự là đầu giờ Tý hơn nha, tại vì trên tay của bạn ấy nó đang thể hiện cái điều đó. Về sức khỏe thì ở đây bạn ấy có các đường chỉ bản đậm, đường sinh đạo ôm gò kim tinh lớn ha. Đây, các bản chỉ ấy của bạn ấy rất là đậm này, nhưng gò kim tinh nó lại lớn này. Thì nhìn bề ngoài thì có vẻ như là sức khỏe của bạn ấy khá là tốt, nhưng thực tế là các bạn phải nhìn kỹ nha. Đây, đường sinh đạo này, rồi đường tâm đạo, rồi đường trí đạo này liên tục đóng các hình vân đạo, lại bị nhiều những cái đường nhỏ này đâm qua ha. Thì nó sẽ thể hiện rằng bạn ấy dễ mắc các bệnh về liên quan đến phục phủ ngũ tạng, tức là những cái bệnh mà thiên về bên trong cơ thể á nha. Thì ở đây bạn cần chú ý giúp mình về các dấu hiệu liên quan đến vấn đề đường hô hấp này, dạ dày, đường ruột, đại tràng, huyết áp, đặc biệt là vấn đề về áp lực và mệt mỏi nha. Đây, tại vì ở trên cái đường trí đạo của bạn ấy liên tục đóng các hình vân đảo này đó, lại có những cái đường xuyên ngang qua, nó kéo rất là dâu, nó rất là dài nha. Những người mà có cái đường tâm đạo như vậy thì người ta rất là dễ bị ảnh hưởng về cái vấn đề về não bộ này, tinh thần không có tốt. Mà cái đường vân đảo này nó đóng từ giai đoạn ban đầu thì nó sẽ thể hiện rằng cái vấn đề học tập của bạn ấy nó cũng không có được có sự thuận lợi đâu. Các hạn và khó khăn trở ngại thì nó sẽ vào các năm trước năm 16 tuổi ha. Cái đường sinh đạo như mình có nói lúc nãy đóng cái vân đảo liên tiếp và mờ nhạt thì chủ sức khỏe của bản thân bạn khá là kém, tinh thần không tốt, dễ ảnh hưởng đến cả việc học. Thì nó cũng khớp với cái bát tự của bạn ấy là lúc nhỏ bạn ấy hay ốm đau bệnh tật nha. Khó nuôi, các hạn như là từ 7 cho đến 8 tuổi này ha, 11, 13 nặng nha, 17, 18, 21, 22, 23, 25. Đây đó, đây có những cái nạm mà nó bắn ra này ha, đôi chỗ những cái đường sinh đạo mà nó còn có những cái sự mà ngắt quãng đó này đó ha, nó có cái sự ngắt quãng rồi nó mới liên kết lại với nhau này, không có tốt nha. Đó, cái đường ruột của bạn này khả năng là có vấn đề nặng đó, phải kiểm tra về vấn đề đường ruột nhá. Rồi 28, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 43, 44 và 47. Ngoài ra ở đây bạn cần phải hạn chế đến những cái khu vực mà sông nước ao hồ dùng mình nha, vì rất là dễ gặp thủy nạn. Ở trên cái gò thái âm mà nó đóng những cái vần vân dấu X này thì nó sẽ rất là gặp thủy nạn về vấn đề sông nước ha, nó cũng ứng với cái bát tự của bạn ấy. Trong đời thì bạn ấy dễ có cái sự mổ xẻ dao kéo cơ thể ít nhất là 2 lần nha. Ha, nó đóng hai cái này, trên đây nó cũng đóng hai cái này ha, dễ sự một sẽ đau kéo 2 lần á. Đường trí đạo mà xuất hiện những cái vân hình sao này, đây, mà cái vân này nó lại chủ nằm ở ngay cái ngón giữa, thì bạn chú ý rồi, bạn chú ý giúp mình, như mình có phân tích lúc nãy thì não bộ rất dễ là bị tổn thương này, dễ gặp tai nạn liên quan đến phần đầu, và chú ý về vấn đề đột quỵ cho mình. Càng về hậu vận thì càng đóng nhiều những cái vân hình thoi đây, đấy các bạn thấy đây ha, đấy. Thì sẽ thể hiện rằng về già cái sức khỏe của bạn nó sẽ không có tốt, dễ mắc bệnh về tuổi già như là đau nhức xương khớp và bệnh mãn tính. Vân hình đảo xuất hiện trong phạm vi dưới ngón giữa trên đường trí đạo thì cho thấy bản thân dễ có cái sự phiền muộn, dễ bi quan hay stress mệt mỏi. Còn đường trí đạo mà xuất hiện những cái vân hình đảo ha, như mình có phân tích lúc nãy nè, ở ngay đoạn giai đoạn đầu á, thì lúc nhỏ dễ mắc các bệnh mà nó liên quan đến đường hô hấp, đường phổi, ý chí thì thiếu cái sự kiên cường. Ngoài cái vấn đề đường ruột và cái vấn đề về phần đầu, phần thần kinh ra, thì bạn còn chú ý giúp mình nữa nha. Đây, ở trên đường tâm đạo mà nó có nhiều cái đường ở đây,
Đây. Đó, mà nhỏ cắt scan qua như vậy á, thì cái vấn đề về tim của mình nó cũng không được tốt đâu nha. Cơ tim nó yếu, dễ bị hồi hộp á. Ví dụ giống như là mình vận động mạnh quá này, hoặc là mình gặp những cái cú sốc lớn, hoặc là về vấn đề tinh thần đó thì mình dễ hồi hộp, tim đập nhanh nha. Nó không có tốt, nó thể hiện là cơ tim yếu đấy. Ngoài ra mà có một cái vân hình đạo mà nó đóng ở ngay ở đây này, trên cái đường tâm đạo á, thì ngoài nó thể hiện rằng là cái đời sống tình cảm nó không có thuận lợi ra, thì nó còn là một cái dấu hiệu cho biết nếu mà phụ nữ mà có cái đường vân này thì khi mà mình sinh con á, thì mình dễ có cái sự mổ xẻ ở phần bụng nha. Về sự nghiệp cũng như cái tài lộc của bạn ấy thì ở đây bạn ấy có cái đường sinh đạo như mình cũng nói rồi. Đường sinh đạo có độ cong lớn, ôm cái bờ gò kim tinh nó rộng thì thể hiện là con người thích giao thiệp, quan hệ xã hội tốt. Đường chí đạo và cái đường sinh đạo giai đoạn đầu á, mà nó xuất phát chung với nhau ở bên dưới khoảng rộng của cái ngón trỏ này, và nó kéo dài kết thúc tại cái gò hỏa tinh, thì là kiểu người phát triển tư duy thiên về mặt kỹ thuật, có tay nghề, có thông minh, có khả năng thực hành tốt, làm việc có kế hoạch thực tế, tư duy logic thiên về phân tích tính toán ha. Đây là kiểu người thích hợp làm trong các lĩnh vực thiên về mặt kỹ thuật này, tay nghề, sự tính toán, hoặc là về bên kế toán ngân hàng đều khá là tốt nha. Nhược điểm là đường chí đạo đóng quá nhiều những cái vân hình thoi như lúc nãy mình có phân tích rồi thì sẽ cho thấy tinh thần dễ mệt mỏi này, suy nghĩ nhiều, tư tưởng khó tập trung, không thể suy xét sâu sắc, gặp vấn đề thì dễ do dự không quyết, tinh thần thì khá là nhạy cảm, khả năng tự kiềm chế không tốt, khó nắm bắt được sự việc, dễ mắc các bệnh liên quan đến vấn đề là đau đầu, stress, bệnh mãn tính. Đường vận mệnh xuất phát từ gò thái âm đi lên ha. Thì chủ ra đời lập nghiệp dễ có quý nhân trợ giúp, đường thiên di rất là nhiều ha, và rõ nét này. Là những ai mà có những cái đường như vậy này, đây. Thì bản thân bạn nha, có những cái đường như vậy thì nên xa nhà lập nghiệp thì nó sẽ tốt tốt hơn cho cái sự nghiệp của mình. Và ở đây bạn ấy còn có một cái đường thiên di, nó hướng về cái bờ gò kim tinh, thì nó thể hiện rằng dù bạn có đi xa lập nghiệp ở đâu nữa thì cuối cùng bạn cũng sẽ quay trở về cái quê hương nơi mà bạn đã sinh ra nha. Ở đây thì bạn làm cái công việc ban đầu thì mình thấy khá là ổn định ha. Mình bắt đầu mình sẽ xét từ những cái giai đoạn 25 tuổi đổ lên, thì bạn sẽ làm khá là ổn định cho đến năm 28, 29 tuổi thì bạn sẽ có cái sự thay đổi này. Nó nằm ở vào cái giai đoạn này. Rồi bạn sẽ lại làm tiếp cho đến tầm 33 tuổi đây, nó sẽ vào tiếp cái giai đoạn này. Từ 33, 35 thì bạn sẽ làm tiếp cho đến 42, 43 đây, nó sẽ nằm ở cái giai đoạn này. Sau đó tiếp tục bạn sẽ có 3 lần cái sự thay đổi nữa ở ngoài cái giai đoạn mà 45 tuổi. Thì vào các năm 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52 và 53 thì rất là dễ có những cái sự khó khăn hoặc là thay đổi trong công việc. Thay đổi ở đây dễ là thay đổi về vị trí chức vụ này, hoặc là thay đổi về địa lý, thậm chí thay đổi về công việc nha. Như là những cái mốc thời gian ví dụ như là 28, 29 này, 33, 34, 35 nha, rồi là 42, 43 hoặc là 45 thì sẽ thay đổi luôn cái công việc của mình ấy. Từ 45 cho đến 46 tuổi thì bạn mới có được cái sự thành công, được mọi người công nhận. Cái đường Thái Dương nó sẽ thể hiện cái sự thành công của một con người trong cái công việc mà họ đang làm, thể hiện được cái sự thỏa mãn của bản thân mình ở trong cái công việc đó. Nhưng mà cái đường Thái Dương này của bạn vẫn bị cắt đường, cắt ngang qua này nha. Đó, thì thứ nhất là nó sẽ thể hiện rằng cái địa vị ở trong cái khoảng thời gian đó dễ bị lung lay. Cái thứ hai là dễ bị những cái vấn đề mà thị phi ở trong công việc ha. Ở đây mình cũng thấy bạn có tiểu nhân phá hoại ở trong công việc này ha, mình phải cần để ý. Thì vào các năm 45, 49, 52, 53, 54 thì như mình cũng có nói những cái đường đen màu đen này nó cắt ngang qua thì nó sẽ thể hiện rằng những cái giai đoạn đó cái sự nghiệp của mình nó dễ bị lung lay, cái địa vị ấy nha. Từ 32 cho đến 36 tuổi lúc ấy mình có phân tích ở đây. Đó, một cái vân đảo đây khá là lớn nha. Trên cái đường chí đạo thì chủ đây là khoảng thời gian mà bản thân dễ chịu cái áp lực lớn này, tương đối là mệt mỏi và có cái sự khó khăn ở trong cái con đường sự nghiệp của mình. Vào các năm 22, 34, 35, 37, 49 thì dễ có cái sự phát triển hoặc thay đổi mới trong công việc. Và ở đây trên cái minh đường này, đây, trên minh đường của bạn ấy thì nó đã xuất hiện cái dấu thập thành hình dấu V khá là lớn. Thì nó sẽ thể hiện rằng trong đời của bạn nó sẽ gặp một cái sự thất bại rất là lớn, gần như là phá sản về cái vật chất do cái sự tin người của mình. Ví dụ bạn đầu tư 100 triệu thì bạn sẽ mất 100 triệu, hoặc bạn cho mượn 100 triệu bạn sẽ mất trắng 100 triệu. Nó sẽ phụ thuộc vào cái số vật chất mà bạn bỏ ra. Ngoài ra người có dấu thập ở trên minh đường mà cái gò mộc tinh của người ta khá là đầy đặn đó, thì người ta sẽ có cái sự tâm linh này, có cái trực giác nhạy bén. Trong đời ít nhất sẽ phải trải qua một lần thập tử nhất sinh nhưng may mắn thoát được. Và các khoảng giai đoạn từ 13, 14, 17, 18, 20 thì bạn chú ý dễ có cái sự tranh chấp trong công việc hoặc là tình cảm hoặc là tiền bạc. Nếu không xử lý bình tĩnh thì dễ dẫn đến những cái việc mà kiện tụng hoặc là pháp lý. Vào các năm 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 31 thì bạn chú ý thì dễ dính pháp lý này, giấy tờ này ha. Tiếp đó là cái đường thủy tinh của bạn.
Đường thủy tinh thể hiện cho cái sự tài lộc này, thể hiện cho cái sự may mắn ở trong cái vấn đề tiền tài của một người ha. Bạn này bạn ấy có rất là nhiều những cái đường thủy tinh nó hướng lên, nhưng mà những cái đường này đang còn rất là mờ nha. Đó, thì nó phải đậm và nó phải rõ nét thì mình mới tốt được nha. Mà nó đang còn cái dấu hiệu mờ như vậy thì có nghĩa là tiền thì vẫn kiếm được ha, vẫn có sự ổn định ở trong vấn đề tiền bạc. Nhưng mà ví dụ như là bạn sẽ rất là hay vì những cái lý do không đâu mà phải tiêu pha đi cái số tiền của mình, như là thoát tài vậy đó ha. Những cái sự việc mà nó không định tới thì khiến cho bản thân mình phải có cái sự thất thoát, làm đầu này thì nó thất thoát ra đầu khác. Ở đây thì bạn ấy vào các năm 25, 26, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 55 thì sẽ có cái sự thất thoát về tiền bạc. Đặc biệt là ở trong cái giai đoạn từ 31 cho đến 45 tuổi nha. Đây, sẽ có một cái khoảng là cái đường thủy tinh của bạn nó mất hẳn luôn đó, thì nó sẽ thể hiện trong cái giai đoạn này cái tài chính sẽ có cái sự khó khăn đó. Vào các năm 20, 25 ha, đây. Những cái đường nhánh nhỏ nhỏ này thì nó sẽ rơi vào các năm 20, 25, 29, 35, 39, 44 và 51 thì dễ có cái thành công hoặc có cái nguồn tài lộc tốt. Thì ở trên tay của bạn mình thấy cũng xuất hiện ở đây một cái nhà lớn nha. Nhà này dễ có hai nóc nha. Một cái nhà nhỏ nữa này. Cái nhà nhỏ này mình vẽ bằng cái màu khác cho mọi người dễ thấy nha. Đó. Ha. Hoặc là một cái cơ sở sẽ mang lại cái nguồn tài lộc của cho bạn. Ngoài ra thì còn có một cái nhà nhỏ hoặc một cái tài sản nhỏ nữa, nhưng bạn chú ý cho mình là dễ vướng giấy tờ nha. Vào các năm 21, 25, 35, 36, 39, 45, 46 và 51 thì dễ có cái sự di rời nơi ở hoặc là mình đầu tư, mình mua bán bất động sản nha. Tuy nhiên ở đây mình cũng phải cẩn thận nha, tại vì mình vẫn thấy có cái sự thoát tài nhiều đó. Tại vì những cái đường này mà nó đâm xuyên ra nhiều như vậy á, thì thoát tài cũng khá là nhiều chứ nó không có ít đâu nha. Mình phải cố gắng. Và sau khi mà nhận xét chung về cái bàn tay của bạn đó thì bàn tay của bạn khá là ứng với cái bát tự của bạn. Tại bát tự của bạn nó cũng phạm về vào cái thứ nhất là cô thần quả tú này ha, cũng ứng với ở trên tay cái đường hôn nhân của mình nó dễ không có sự trọn vẹn. Rồi lúc nhỏ thì hay bệnh tật ha, ở trên đường sinh đạo nó cũng đã chứng minh cái điều đó, lúc nhỏ bạn hay bệnh tật. Cái tiếp theo là bạn làm ăn thì bạn sẽ dễ hay bị hao tài, làm được tiền nhiều nhưng cũng hao phá tài nhiều nha. Đó. Nên ở đây thì mình chỉ có cố gắng tu tâm tu tập thôi ha, đang kêu cầu gia tiên để gia tiên đưa đường chỉ lối cho mình ha. Cố gắng mình hành thiện, mình tích nhiều công đức thì đến khi mà cái nghiệp mà nó tới, cái phúc của mình nó cao lên như mình có nó vậy thì tự động cái nghiệp nó sẽ đỡ đi một cái phần nào cho mình. Nhưng không có nghĩa rằng bản thân mình sẽ không phải trải qua những cái nạn đó nha. Đó, tại vì ở trong mỗi cuộc đời của con người á, hoặc không ở từ ở kiếp này mà thậm chí kiếp trước đã có gieo là mình phải có trả nha. Đó, thì một lần nữa thì chúc bạn luôn được may mắn và thành công. Video mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt các bạn.